Hello, xin chào bạn, quay trở lại với mình Pino và hôm nay mình sẽ review một vũ khí đó chính là Scarlet URSS. Khi mà mình làm clip review qua 10 con báu vật trước update Tết 2018 thì các anh em có hỏi con URSS nghĩa là gì? URSS là của viết tắt từ gì nhỉ? Ultimate Red Silver Smith. Đó. Anh em thấy chưa? Đọc không sai từ đó luôn. Lâu ơi. Ui, nó ngon lắm anh em ạ. Ui rồi, ui 4 kill rồi à. Đồ ăn nửa team mà vẫn còn mẹ hai thằng. Bê lên, bê lên. Rồi, biết rồi, thằng kia biết rồi, thằng kia biết rồi. Bố lên anh ơi. 10 máu, khó rồi. Ui trời ơi, nó đánh rắm cái thì chết ạ. À. Vãi cả hit keo chó ạ. À. Vãi cả tên ông về MVP ạ, à. Vãi lồng thật. Rồi, bên này đang thua à. Để mình cố gắng kéo nha. Ôi, bắn xuống lắm anh em ạ. À. Rồi ôi, nó hút máu. Đến cách rồi. Đấm mồm luôn ạ. Mẹ bắn thế, bố ai dâm ra. Đây rồi. Chạy về nhà. Đây, một set của mình đây anh em thấy đẹp không? Cực kỳ chất lượng luôn. Ui dồi ôi, ui chúng ta kia 86 máu à. Bắt lộc 7 bột thôi. Ui dồi con này bắn xuống. Cái tầm bắn chứ không giật thế này. Ui dồi ôi. Súng này sinh ra để dành cho mình rồi. Rồi anh nghiệm gì đó. Đi đâu anh ơi, từ từ thôi. Độc thế. Độc lắm đấy. Nước kia, nước kia. Bom. Nước còn này. Hết rồi, hết rồi, hết rồi. Không kìa, nước kìa, nước kìa. Chạy. Đừng đùa với chắc chua. Thằng kia kia chạy ạ. Thằng kia định đẻ bom cái thằng này này. Lời nhưng mà quả đấy mình ô ra luôn. Phải nhanh. Thắng vào sau bên này. Áo hết rồi này. Ui. Bắn lôi quá. Bù mắt để xem luôn rồi. Mình không hiểu tại sao bên mình ao này. Rõ ràng thắng mà. Thôi, sô bít gầy quá, mình sẽ kiếm zone khác để chơi đây anh em ạ. Phải ào hết thế này, chán thế. Oh yeah. Mình lại kiếm được zone mới thôi. Quẩy thôi anh em ơi. À. Mình không hiểu sao mình cứ thích, mình chơi map này mình cứ thích đi ngách B. Các bạn B vậy chúng nó thủ ấy. Mình lại thích công cơ. Bắn súng gần, nếu mà bắn súng xa mình sẽ đi rào ngay. Đây mình bắn súng gần. Vào đây. Úi dồi ngon. Ngon anh ơi.
gì đây? Bom kìa, bom kìa. Chạy à? Chạy như chó chạy. Bên kia đang chửi thì phải. Ai cũng chịu được. Đeo đeo. Ôi rồi ôi, mở hàng 6 kill à. 6 kill gọt từ thịt, gọt từ xương luôn ạ. Sướng vãi. Ôi mà bắn khẩu này nó phê lắm anh em ạ. Phê như mấy con bà nó từ quê mới lên Hà Nội vậy. Đang có hàng không? À kìa, à kìa. Úi dồi ôi, ném quả nó ném lại luôn. Ôi, căng vậy. À, có thằng ngồi ỉa kìa, có thằng ngồi ỉa kìa, bắt nó đi, bắt nó đi, bắt nó đi. Ấy, hay quá, thằng kia ngồi ỉa canh lỗ B. Lên anh ơi, lên. Em lên rồi, lên thôi anh ơi. Đây 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 đây. What the fuck, ném mù ạ. Ngon. Nè yeah, con đượi kia. Đâm ơ. Cậu đấy cũng ngồi, anh em nhìn này. Mình sẽ tỉa anh em xem động thọng nó. Ui dồi ôi, từng này một chỗ mà vào người thì không hiểu nó sống kiểu gì luôn. Bé chọn bom ạ. Ngon phải biết. Mày đứng ở cửa này. Thằng nào ăn cái bom đấy, thơm biết luôn. Ngon. A có bột này, A một sniper này. B chắc là khoảng một này, mid hay khoảng một này. Ui rồi ôi, nó hú một cái chỗ mà nó easy vãi cả linh hồn ạ. Bicker. Rồi ôi, sấp vào lồng rồi là bất trinh luôn ạ. À. Đậu xanh rau muống. Easy quá. Trinh mi đau chứ. Ôi. Đi hành lang đi. Bắt đi. Bây giờ thấy nó sấp vào lồng này. Anh em nghĩ là nó sấp vào lồng không? Kỳ lắm. Chết rồi. Rồi ôi. Không ai ạ, à, phí quả flash chưa? Gì đấy? Mình nghe tiếng rồi, mình nghĩ là có thằng mẹ lò hú ở kia đây cơ. Đục lại.
đó. Đi chơi à? Nó nghiêng. Bây giờ khoảng đâu rồi? À chắc là một con một này. Nghĩ là thế. Ra đi. Rồi. Thằng lỗ à, thằng lỗ à. Rồi ôi, nó thơm. Mười một một ạ. Mẹ thằng này với cả thằng bên kia vẫn thử nhau anh em ạ. À. Anh em nhớ đọc comment nhé, chúng con thử nhau một người đéo chịu được luôn ạ. À. Áo chó thì đừng có sửa, toàn đấy cậu chim xem đi xem. Bên này thì đéo có gì ạ. À. Vào lên anh ơi. Rồi. Hút thành công. Không phải. Nào kết thúc nào. Kết thúc nào. Yeah. Ôi 13-1 ạ. Ô các bạn hãy nhớ like share đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.